Ok thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái kiểu quét mà chắc chắn là nhiều bạn cũng đã biết rồi, đó là khi các bạn upload một cái file gì lên sau đó thì người ta download cái file của bạn xuống và bạn kiếm được tiền từ việc download đấy thì cái kiểu này nó cũng rất hay là ví, ví dụ như là bạn có clip hay là cái gì các bạn cần muốn lưu trữ thì các bạn có thể up lên cái trang web này, sau đó thì ngoài việc lưu trữ ra nha thì các bạn có thể chia sẻ cho người khác. Được thì họ có thể up được giống như kiểu lời nó quảng cáo bạn có thể up video lên đây này. Ví dụ như là bạn có một uh, bạn muốn chia sẻ phim Nhật ở trên những cái à thôi đừng đừng chia sẻ phim Nhật, thực ra mình cũng không thích phim Nhật lắm. Các bạn 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 có thể download được mấy cái bộ phim nổi uh, tiếng ở nước ngoài về mà bạn đã viết được sắp sắp rồi thì bạn lên các diễn đàn các bạn chia sẻ những cái bộ phim đấy sau đó thì bảo các đưa cái đường link ra cho anh em sẽ đao cái phần mềm về hoặc là bạn có thể đã một một số những cái game ấy game mà người ta thích thích chơi thì các bạn có thể đao và up lên hoặc là một số phần mềm crack thì các bạn cũng có thể up lên rồi một số hình ảnh hay hình ảnh đẹp các bạn có thể up lên đấy thì các bạn có thể kiếm được tiền bằng việc up lên xong người ta sẽ đao về là bạn hãy kiếm được tiền với cái lời giới thiệu của nó là bộ nhớ không giới hạn băng thông không giới hạn luôn Đấy, kiếm tiền từ các tẹp mà video bài hát phần mềm ảnh vẽ bài viết và các thứ của bạn hệ thống theo dõi trung thực chi tiết dễ dàng cái bạn thống kê tí nữa xem giá cao nhất chúng tôi cũng cấp bạn sẽ toàn thế giới này bạn yêu cầu rút tiền là 25 đô mọi ủng này có kiểu support hỗ trợ Ok thực ra thì những kiểu, kiểu web như này nó có rất nhiều nhưng mà cái con này nó lại là một con khá là uy tín mình có chơi với cái 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 kiểu quét của nó trước thì hàng hàng ngày mình vẫn rút tiền ở những cái kiểu quét 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 trước kiểu như là quét web... có nghĩa là một công ty thì nó có thể ra là nhiều cái thể loại quét khác nhau ấy nhiều phương thức khác nhau một công ty nó có thể là bán kem thì kèm thêm bán kèn ấy Đấy, kiểu kiểu như vậy thì nó là cùng chung một công ty thành thử ra mình nghĩ mình thấy là nó, nó là uy tín đâm ra mình sẽ giới thiệu cho các bạn ok chúng ta chi tiết xem web như nào nhé thì đây là một kiểu này các bạn có thể nhìn thấy đây là link mình sẽ để phần mô tả bên dưới cho anh em anh em chỉ việc đăng ký như này ấn vào góc này đăng ký nó rất là đơn giản thôi tên người dùng này Uh, lại like tách đi mật khẩu đăng nhập Google này. à đây đăng ký thành viên mới nhầm 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 đây thành rồi cái kiểu này thì nó cũng đơn giản thôi nó quan nó cũng không có gì là phức tạp cả đâu qua giới thiệu cho anh em uh, quan trọng nhất ở những cái kiểu này ấy, nó là cái độ uy tín bạn hiểu không giống như kiểu anh em đã làm việc cho nó rất là nhiều rồi vì cái này nó làm việc cho nó rất là nhiều rồi cuối cùng đến lúc rút tiền nó đích rút được đấy nó mới là cái cái chết ở những cái kiểu quét như thế này chứ còn những cái kiểu quét như thế này thì về những cái thao tác rồi tất cả mọi thứ ấy, thì kỹ năng nó 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 cực kỳ là đơn giản không có gì là quá phức tạp cả kỹ năng nó đâu chỉ là bạn làm sao mà chia sẻ được cho các bạn uh, cho 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 mọi người thật nhiều cái, cái link của bạn thật nhiều mà thôi chứ còn mọi kỹ năng nó nó cực kỳ là đơn giản nó không có, có, gì quá nhiều đây các bạn nhìn thấy đây đây tổng số ngày hôm nay hôm qua rồi trong tháng này là cuối cùng tháng cuối cùng đây là tháng 9 dữ liệu cập nhật sau 5 phút thì các bạn nào vừa mới đăng ký nó chẳng có gì đây, report này top tinh này đấy cả cái file này ở đây cái phần quan trọng các bạn up file ở đây thì các bạn đây upload này đây là cái chỗ lơi là lưu folder rồi các kiểu như là bạn để mà đây drop này mình sẽ up bất cứ một file nào file mp3 lên cho các bạn xem khi up lên thì nó sẽ thế này chạy tốc độ tương đối nhanh nhưng mà file mp3 này 9.13 m cái này tốc độ rất là nhanh đây thế là sau đó bạn copy cái này bạn đã copy xong ok đây, lưu ý này file mắc là 10 ghi nhé up file size có nghĩa là cái file size này của bạn không thể trên 10 ghi đấy sau đó thì mình có đây này thì ở đây nó sẽ kiếm được là bao nhiêu tiền ở chỗ đoạn này thì đây có xe link nhé các thứ các bạn copy link này và gửi cho mọi người và mọi người đào về ví dụ như mình đã copy link rồi thì sau đó thì nó sẽ biết lại thì nó sẽ đến một cái file đấy thì đây khi mà nó đào cái file này về ấn tôi không phải người máy đào loát như này thì bản thân bản thân cái người mà đang đào đào file cho các bạn này đấy thì họ đang 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 xem quảng cáo và đang kiếm được tiền ra cho cái quét này và cái web này nó sẽ trích ra phần trăm gửi lại cho các bạn đấy anh em hiểu lúc nào là, là như vậy thì số lần file giữa các kiểu đây nó có tên file giữa kiểu anh em cố gắng làm sao các bạn bia được thật tốt thì nó sẽ đấy thôi xong ấn vào đây download về thì cố gắng bia được thật tốt thì để cho người dùng họ họ download những file. Cái này thì trước đây mình cũng có dùng vì mình có chơi một số thứ linh tinh thì ngày trước mình cũng có dùng. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng ít dùng rồi vì mình không có thời gian đấy. À, các bạn có thể up phim, các bạn phải đao từ một từ một số diễn đàn ấy, các bạn có thể edit phim lại nó theo ý thích của các bạn. Các bạn để up 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 lên này. Một số diễn đàn nó cho các bạn đao phim về nhưng mà nó lại không cho bạn edit cái phần uh, sấp chuẩn thì anh em edit cái bộ phim đấy nó sắp sắp cho nó chuẩn xong là làm một cái trailer uh, uh, lên YouTube chẳng hạn à lên uh, Facebook chẳng hạn. Đấy các bạn làm một cái channel lên Facebook sau đó thì uh, ai hỏi là phim gì đấy, phim gì đấy, phim gì đấy thì các bạn gửi cái đường link. Tốt nhất là bạn nào có uh, tạo một cái vlog thì lại cũng ok hơn nữa. Thì nói chung là anh em có thể mà thoải mái cái cái kiểu này nó nó yếu tố sáng tạo rất, nó rất là nhiều Nó cần ở cái góc độ mà mình nói về cái cái cách thức mà để các bạn có thể phát triển ở cái này thì nói quá nhiều luôn bởi vì cái này nó nó cần cái độ sáng tạo của các bạn rất là nhiều. Các bạn phải chơi quen đi cứ dùng dùng quen này chơi sáng tạo rồi xem cái thứ cái này nó hơi độ nhạy cảm một chút. Ở đây thì các bạn có là phần mời bạn bè chúng ta ấn vào phần ví đo là phần quan trọng. Đây. Thì ví đo đây thì cái phần này thì trước tiên chúng ta phải đây profile như mọi khi. Thì chúng ta sẽ có đây payment info này min nhé thì ở đây nó có hai cái dạng là paypal và bank transformer thì đương nhiên bank transformer thì cái này nó cho rút rồi tài khoản ngân hàng việt nam đây là bank account id bank lem là tên của bạn bank này Ac account lem nhớ là cái bank cái này thì mình sẽ cái, 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 cái này thì đây các bạn làm theo mẫu này cho mình đây mình sẽ cho các bạn xem cái mẫu mà mình làm ở trên cái link cũng tương tự như vậy để anh em có dễ dễ hiểu hơn là mình vẫn đang rút tiền đấy. đây đây các bạn nào xem mẫu này lên này banh lên này city center account này đấy account number account lên đấy banh lên này banh phát có nghĩa là cái 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 đấy này này banh banh lên này nha city thành nguyên này lên này thái nguyên này banh account id là cái cái cái, cái tên của bạn ấy tên của ngân hàng này đây mình sẽ trên phố mưa ra cho các bạn hiểu đây, chi nhánh đây nhá ID tài khoản ngân hàng là tên của bạn nhá à, ID tài khoản ngân hàng cái này mình tên tên tài khoản à đây mình nghĩ rằng đây là tên tài khoản này mới đúng tên tài khoản này mới là tên của bạn này ID là cái số banh ngân hàng cái số đây này giá cao number này tiếp theo là tên ngân hàng này Việt Tinh Banh là chi nhánh này đây Vietinbank chi nhánh đây, chi nhánh Hà Nguyên đấy, kiểu như vậy. Thì các bạn uh, update ở đây cho mình, đây mình sẽ làm cho các bạn uh, cho dễ hiểu đây, lên này. Của cái thằng này nó hơi khác một chút nó nó hơi đảo. tìm Vietinbank này. Nó sẽ chuyển thẳng tiền khi đủ 25 đô la nó sẽ chuyển thẳng tiền về tài khoản ngân hàng của các bạn. Thì việc mình rút uh, tiền ở những cái kiểu web này thì mình đã từng cho các bạn xem rồi phải là chưa chưa xem đâu nó sẽ chuyển thẳng tiền về tài khoản ngân hàng. Đúng cái này mỗi lần đủ 25 đô nó sẽ chuyển thẳng tiền về nó. Nó rất là thành thạo. Các bạn chỉ cần upload một lần thôi khi mà chơi ấy, upload một lần thôi thì nó sau này nó sẽ ok luôn. Đấy. Xong luôn. Bank bánh mobile bánh bank bánh trên bank account ấy. ID bank Banh account name này đấy. Min rút là một đô Đấy xong ấn đo Đấy, khi nào đủ 25 đô thì sẽ tính rút thôi. sức report nó ok chúng ta hãy cùng nhau xem một lần kích của nó là cái chỗ đoạn này nó đây make money đây đây, đây, đây Việt Nam đây group C à, Một 1.000 lượt download thì cái cái này nó tương đối là thấp nó được có 1.8 đô thôi thì cái việc này nó 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 hơi bị thiên vị so với Việt Nam khi mà Việt Nam đứng ở group nhóm C mà Australia với lại Mỹ nó lại đứng ở <laughs> thực ra cái thằng này ấy red nó hơi thấp nhưng mà mình hiện tại mình chưa nhìn thấy được cái thằng nào nó 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 có độ uy tín thực ra mình đã nói như cái đoạn đầu mình có nói rồi thì đối với một cái web như thế này thì mọi kỹ năng của nó về mọi thứ ấy, nó nó lại rất là đơn giản nhưng cái quan trọng là cái độ uy tín mà khi đến cái khi bạn đã kiếm đủ 25 đô rồi mà, mà bạn rút tiền ra ấy, mà nó không rút được nó mới là đau đớn chứ còn cái việc mà cái rết này nhiều khi nó không quan quan, quan nó cũng là quan trọng nhưng mà nếu như mà nó nó có cao đến mấy đi chăng nữa mà đến khi rút tiền mà các bạn không rút được tiền thì những cái cao kiểu này nó là vô nghĩa các bạn hiểu không <laughs> đấy tham ra các bạn có thể xem rết đây một lượt mà download xuống là 1.8 thì cái này thì nó có thể là tồn tại tương đối lâu các bạn có thể tùy nói chung là anh em kiếm này gọi là thêm thắt còn hơn là các bạn up lên media file rồi một số bạn up lên một số nơi khác ấy thì nó còn không ra được tiền cơ chứ còn đừng nói là các bạn có thể kết hợp như thế này ngoài cái ngoài cái kiểm kiếm kiếm như thế này ra đấy về cá nhân mình bật mí cho anh em kết hợp kiểu như thế này à, ngoài cái kiểu như thế này ra thì các bạn đã up file lên này rồi sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái link rút gọn một cái web khá là nổi tiếng các bạn quay lại kênh của mình đi mình sẽ sử dụng link rút gọn nữa có nghĩa là kết hợp với cái con link 4 q này đây nhá cái red này rất là ok bởi vì hiện tại cái con này nó đang red của nó đang lên 8 đô 1.000 view rồi thì với con này thì mình quen biết admin thì bạn admin cũng thường xuyên hoạt động ở trong group rồi bạn admin cũng thường xuyên xem kênh của mình. Mỗi lần mình mỗi mỗi một lần mình livestream thì bạn admin của cái quét này cũng vào hỗ trợ anh em cũng rất là nhiều các bạn ấy cũng hỗ trợ mọi người cũng rất là nhiều nên ra các bạn an tâm ở cái đoạn uh, rút ở con này nữa cơ nên trừ khi cái, cái công ty này nó phá sản <laughs> thì thì mình không nói thôi nhưng mà cái trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn được nhưng mà cái, về tương lai thì không thể nói trước được điều gì bởi vì công ty nhiều khi nó làm ăn không được thì nó cũng có thể phá sản một cách là bình thường luôn không không vấn đề gì cái chuyện cái chuyện phá sản là chuyện bình thường nhá nhưng mà về ở thời điểm hiện tại thì nó rất là ngon bạn admin ở đây rất là tốt và ok đấy hiểu anh em hiểu lôm la là như vậy các bạn có thể kết hợp với thằng này tạo một link rút gọn sau đó kết hợp tiếp với thằng này thì như vậy các bạn sẽ có được nhiều cái được nhiều cái ok hơn uh, tăng thêm thu nhập hơn. Thế tốt nhất anh em làm theo kiểu vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình có gì thắc mắc anh em có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Lưu ý ở những cái thể loại web này thì nó yêu cầu độ sáng tạo nhiều hơn là so với kỹ năng. Các bạn cố gắng sáng tạo sáng tạo thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Ok, cảm ơn các bạn.